Sao? Về tới đây rồi á, con đã hoàn hồn chưa? Sự cố vừa rồi á, không làm cho con nản chí chứ? Đại diện ban tổ chức á, có điện thoại nói với chú, nếu như năm sau con còn hứng thú thì họ sẽ tiếp tục mời con tham gia. Chú lại động viên con nữa rồi. Thật sự là sau sự cố vừa rồi, con không còn mặt mũi gặp ai hết trơn. Không tệ như con nói đâu. Còn chuyện thi nấu ăn sắp tới, chú không có ép con. Nhưng mà chú muốn con suy nghĩ về cơ hội này. Đừng bỏ phí tài năng của mình, uổng lắm con. Con cảm ơn chú vì lúc nào cũng luôn động viên cho con. Nhưng mà con sẽ lưu tâm về vấn đề đó. Chuyện này không liên quan gì đến Ngọc à? Em đừng lôi cô ấy vào. Không liên quan đến Ngọc. Em hỏi anh, việc anh về Việt Nam mở nhà hàng, việc anh mời chị ta trở thành đầu bếp, việc anh hết lần này tới lần khác chạy theo để bao che những sai lầm mà chị ta gây ra, vậy việc anh ra Hà Nội là như thế nào? Anh đã có kế hoạch từ trước. Hai người lợi dụng hội thảo để hẹn hò nhau hả? Em nghĩ là có không? Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Bởi vì anh nghĩ là em biết hết rồi mà. Không phải là tất cả những chuyện ngoài kia em đều nắm thông tin hết sao? Anh biết tất cả những việc em làm, những ai hỗ trợ em, em sai khiến ai. Anh rất cảm ơn thời gian mà hai đứa mình đã ở bên cạnh nhau. Nhưng bây giờ đã kết thúc rồi. Và anh muốn em hãy dừng ngay lại. Từng bên anh, lo lắng cho anh. Vậy bây giờ em nhận được những gì? Hay chỉ là những lời chỉ trích? Anh Minh, tôi tưởng là anh không liên lạc lại chứ. Tao ra tới, tao gọi cho mày liền. Anh đang ở bến xe đúng không? Anh thông minh lắm đó. Không đi tàu mà là đi ô tô. Anh quên rằng á, cái đất Ninh Bình này quá nhỏ để không khó mà biết anh đang đi chuyến nào. Tao đã nói rồi, cẩn thận thì vẫn hơn. Tao tin mày, nhưng số tiền này lớn quá. Tao chỉ có một mạng thôi. Tao muốn dành mạng này cho vợ và con của tao. Tao không muốn đi tù. Anh Minh à, nếu tôi muốn anh đi tù á thì thật sự không khó. Nỡ có chuyện mà công an đến lục soát chiếc túi mà anh cầm ra cho tôi, nhiều đó cũng đủ làm anh đi tù 10 năm rồi đó. Mày nói vậy là ý gì? Vì số tiền anh cầm theo hoàn toàn là tiền giả. Tiền giả thì sao chứ?